quý cô bác, đây là phần khu mộ tập thể nằm ngay tại nghĩa trang Lai Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương, và nơi đây có hơn 3.000 bộ tro cốt được cải táng đem vào đây chôn. Song song với đó thì có hàng chục phần mộ của các bé thai nhi sau khi mà ba mẹ của các bé phá thai hoặc là sinh ra mất sớm, thì ba mẹ có bỏ các bé nằm ở đây. Và trong đó thì có dì Tư, một trong những người quản trang ở nghĩa trang này, đã đem an táng. Ngày hôm nay ở Phong Bụi cùng với em Nhân Trứng và thầy Trúc Phương với mấy anh em có đến đây để thực hiện một buổi cúng dành cho các bé và những vong linh ở khu vực nghĩa trang Lai Thiêu. Hy vọng rằng bữa cúng hôm nay sẽ giúp cho những vong linh có một phần gì đó an ủi, bớt sự lạnh lẽo. Và song song với đó thì có rất nhiều câu chuyện tâm linh. Ngày hôm nay thì Phong sẽ cho mọi người nghe lại câu chuyện và dì Tư đã từng chứng kiến những người âm và nói chuyện với những người âm ra sao. Sau đó dì mới tự tay dì chôn, dì tắm rửa chôn cho cháu luôn. Dạ. Là bé nào đâu dì Tư? Nằm ở hồn nằm đây. À, nằm ở phía trong luôn hả? Còn những người ở ngoài đây thì là những người những lớn người hả? Ở đây là những người lớn là ở dưới Mỹ, mấy cái nghĩa trang là coi như ở thành phố không người nhận. Dì Tư lụm hồi đó, dì Tư nè, lụm ở ngoài chỗ nhôn diệm là mấy đứa nè, với mấy chỗ mà ngôi mộ mà dì Tư giữ chăm sóc về cái con phần đất nữa. Cái dì Tư vô lùm cỏ thấy một cái mộ nhỏ với hộp bánh hộp sữa là dì Tư biết rồi. Yeah. Dì Tư đào lên dì Tư chôn mà dì Tư không mới biết tên. Dì Tư đặt như nó gần cái xứ thì dì Tư đặt là bé xứ. Còn những đứa khác cây trứng cá thì Tư đặt bé trứng cá. À. Rồi hoặc là vô danh vậy đó. Dạ. À, dì Tư lụm vô thì Tư chôn. Đó. Bởi vì mấy người đó là đâu có biết. Là dì Tư nói thiệt mà hai đứa đó là hai chị em á. Cái Nguyễn vô danh á. Dạ. Với cái nấm lần trước á là hai chị em á. Còn ở đằng này là hai anh em mà. Dạ. Đó. Còn những cái đứa kia thì toàn là thai nhi cũng như thuộc máu vậy thôi. Dạ. Nói chung ra linh ở đây ai cũng đều linh hết. Nhưng mà dì Tư cảm thấy là bé Hùng. Bé Hùng. Đó là cái đứa bé nó dì Tư lụm á. Dạ. Đó. Vỡ là nó còn hay. Nguyên đứa luôn. Là coi như mới có 7 tháng tuổi thôi. Thì cái đầu của nó là bằng cái bình bông này nè. Ở trận truồng máu không. Đó. Dì Tư lụm. Ừ. Mà con nghĩ đi, ở đây nè, 6 giờ chiều đâu ai dám vô đâu. Mà dì Tư vô đốt nhang cô Mộ Kim Anh đó là lúc nào cũng vậy. Tại vì dì Tư hứa là chiều là đốt nhang ở dưới mấy cái mộ đó dưới trên này. Mà ngày đó là mưa quá dì Tư không có lên đi được. Cái tự nhiên cái dì Tư leo xe đạp, đạp hoài đạp cũng được. Cái dì Tư mới nói chắc có lẽ là không nên đốt đi được. Thì nhờ như vậy mà dì Tư mới cái lỗ tay dì Tư đau quá. Cái dì Tư nói gọi nhìn mà đau dữ vậy. Thì mới nghe lên trên này có đứa nhỏ. Lụm đứa nhỏ thì dì Tư lên, dì Tư kiếm giáp vòng hết không thấy. Dì Tư đi lại cái hai góc đó, tự thấy. Con cứ nghĩ thì dán bít bùn rồi hết. Nếu mà dì Tư không lụm là cái đứa bé đó thế nào cũng sẽ bị chó đậu đây nữa. Nó bươi móc lên nó sình. Nhưng mà hôm bữa đó là dì Tư vô tình dì Tư lụm được. Là nó còn nguyên, chưa hôi thối. Chính dì Tư ẩm lên dì Tư tắm rửa cho nó luôn 6 giờ chiều. Dì Tư giáp vòng hết đi rồi đó. Ngay đó thì thấy trong cái thùng dì Tư khui ra rất là tội nghiệp. Máu me tùm lum hết luôn. Một mình dì Tư nói theo chung ra bữa đó dì Tư có 100.000 à. Dì Tư mới kêu thằng cho ôm mua giùm một bộ đồ trẻ sơ sinh. Và trong khi đó dì Tư trên này dì Tư tắm rửa cho nó hết rồi. Khi mà cậu nó mua lên đây là dì Tư mặc đồ vô cho nó hết. Là dì Tư đào cái lỗ đó chôn nó dưới. Như vậy là cũng đã có một cái phần âm nào đó báo cho dì Tư. Đúng. Dạ. Yeah. Là dì Tư nói là ở đây là vì hồi đó là có năm đó là gì 57, 58 tuổi
có ông thầy đó cũng đi, ông trụ trì chùa luôn ở dưới quận tư hay đâu á, lên đây nè, ổng cúng bên đây với bên kia. Ổng mới chỉ nghe gì, ổng nói con sau này á, con nghe được người âm, con thấy người âm, con nói chuyện luôn nhưng mà không có nhiều. Đó là tự nhiên cái năm 60 tuổi tự nhiên gì giật mình vậy con. Rồi cái khẩu gì muốn nói à. Nhiều khi nhiều người ta lên á, tôi coi con nói con, trời ta đâu có biết coi bói đâu. Cái rồi cái tôi hỏi mày tuổi gì, cái nói tuổi xong thì tôi nói ngay bóc. Nhiều khi nói người ta đúng sự thật, tự nhiên gì tôi giật mình. Dì Tư nói thẳng với con, thậm chí dì nghèo thiệt nha, nhưng mà đối với chuyện cúng kiến này dì Tư không có nghèo. Yeah. Có nhiều tự mua, người ta đâu có đòi hỏi đâu. Yeah. Đó. Ta yếu mà ai mà có cảm thấy người mình thấy cái đề kháng người yếu được đứng đây nha, về cảm hay có bệnh gì được không, được có đường ha. Bồ thờ thì già và công đức thế thơ liên trong tiền tài thường cần thiết câu cần thứ nhất thì lo qua tàn đời cả cùng vô sư bá trường thủy bất tài thì việc được phá thân thầm bất minh thầm phản tác tự kỳ quyên trừ nội ngoại đáng định đoàn tràn sai mộc như vô các trường sinh kiếp quê đăng nhị thần tình đầu sở vì nơi ngoài trong gian vô trước quê thanh phạm mưu hiểm tâm thanh lương bồ tát liễu đầu cam lô thì ngọn lên nhật trở tiếng bà phương phần ra đàn đa ra đà dạy do mong có hai điện nha bà nhau quý giá quý giá quý giá bàn đó là giá má đàn đó là giá má. Hôm trước thì chị Tư có chia sẻ với mình về cái việc là xây dựng một cái máy tôn cho các em bé ở khu vực phía bên này. Ở cuối clip thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ở khu vực đó các bé thì không có máy tôn đúng không chị Tư? Và hôm nay thì mình có rủ thêm em của mình, đó là Nhân Trứng, sẽ phụ vào cái việc hỗ trợ xây máy tôn. Thì khi mà mình chia sẻ cái đoạn clip đó lên thì mình có nhận được 500 ngàn từ chú Khoen, cô Hạnh ở quận 10, 200. Một bạn không nói tên vào ngày 15 tháng 5, 500. Ở Phạm Thị My, 200. Và chị Nguyễn Thị My, 2 triệu. Tổng số tiền mọi người nói là nhờ chuyển cho mình để gửi cho dì Tư xây cái máy tôn là 3 triệu tư. Tuy nhiên thì số tiền này nó không đủ để xây. Thì nếu mà không đủ để hoàn thiện thì mình chuyển sang số tiền này, dì Tư sẽ mua những cái đồ cúng cúng cho các bé hàng tháng nha dì Tư. Dạ. Tổng số tiền mọi người ủng hộ là 3 triệu tư thì con gửi cho dì Tư là 3 triệu rưỡi ạ. Dì Tư có nhắn nhủ gì mọi người không ạ? Dì Tư cũng cảm ơn với cái lòng thành của những nhà hảo tâm. Thì bây giờ dì Tư chỉ ước nguyện là có để dựng làm cái hàng tôn cho các cháu thôi. Còn cái dàn tôn nó quá nhiều, dì Tư cũng không có đủ có đó. Con nghĩ rằng là xây cũng được mà không xây cũng được. Nếu mà không được thì mình có chuyển hóa cái món quà này làm những cái đồ cúng cho các cháu nha. Cũng được. Tùy duyên thôi. Con nghĩ là tùy duyên. Ví dụ nếu cái bé phù hộ thì đủ mình xây, còn không được thì thôi. Nghe dì Tư. Thì dì Tư cũng làm cỏ vệ sinh, thì cũng như là hàng tháng là dì Tư cũng cho cái chú làm cỏ ở gần đó, thì làm cỏ sạch sẽ. Thì những nhà hảo tâm ở đây á, thì dì Tư đứng trước đây cái có một phòng đây, thì dì Tư nói là những người hảo tâm mà giúp đỡ cho dì Tư những cái lúc này là chia sẻ lại, có những ngày rằm dì Tư mua sữa mua đồ cho các cháu đó, thì cũng dọn dẹp cỏ mò rồi cho sạch sẽ thôi, chứ ngoài ra dì Tư không dám ước mơ gì nữa hết. Thì dì Tư rất là cảm ơn các nhà hảo tâm. Còn ngày hôm nay thì đến với đây thì dì Tư thấy có thầy Trúc Phương có cúng kính ở đây, thì cảm xúc của dì Tư như thế nào? Rất mừng, y như là mình thoải mái luôn đi, tâm trí mình được thoải mái. Dì Tư ước nguyện là như vậy đó. Thì dì Tư hứa với các bạn là như vậy, là mùa Tết thì tôi sẽ sơn phết lại cho những cái mộ của mấy cháu lại trắng lại. Dạ, bây giờ đó. Thì mình ra chỗ thầy Trúc Phương để coi thử cúng gần xong cho nha dì Tư. Cầm kỳ phương trắng hồn quần Phật chốn mê đồ siêu sanh là cuộc hương hoa thỉnh hương hoa
lịnh tổ địa của đức chánh thần, chư thần linh xa trạch tiền chỗ hầu chỗ nơi đây. Giờ này hôm nay thỉnh quan giáng đàn tràng chứng minh công đức hưởng hoa thỉnh hương hoa ấy à phùng thỉnh. Một lòng kinh sinh triệu thỉnh pháp giới sâu nẻo thập loại cô hồn, diễn nhiên thông lạnh cỏ lá li ti, bụi cát bùn đất gỗ mục rễ bã các loài quỷ vị, phụng lương kệ bách cô hồn âm hồn quan hồn hiểu tử nam nữ tử nhân già trẻ gái trai thai nhi xuất sảo, chư vị vong linh chiến sĩ dị quốc dòng thần nam bắc giao tranh, đồng bào tử nạn tùng tán mạng tay hoành hồn hiểu tử hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, chư vị vong linh chết vì tai nạn giao thông, chết trôi chết nổi nhiều ôi vô số khó mà bình an bác ra mặt lần đời nịnh ta bà hà an bác ra mặt lần đời nịnh ta bà hà an bác ra mặt lần đời nịnh ta bà hà do ngôn diệt nghiệp chương án a lộ lập kế ta bà hà an a lộ lập kế ta bà hà an a lộ lập kế ta bà hà do ngôn mở rộng yết hầu. Thầy cho con hỏi thăm một xíu, dì Tư á, có chia sẻ với tụi con á, là hay được những cái phần âm nhắc nhở, thậm chí là dẫn dì Tư đi luôn. Có một cách đây mấy tháng trước là có một cái phần âm ở đây là dẫn dì Tư đi lên trên thủ dấu 1 á. Và có những lúc là vào trong đây thắp nhang, bỗng dưng dì Tư lại có những cái biểu hiện kỳ lạ lắm. Đói bụng, ăn uống rất là nhiều thứ, uống rượu luôn. Thì theo lý giải của thầy là cái hiện tượng nó như thế nào thầy? Thật sự thầy kính chào các bạn các vị. Cái hiện tượng như vậy á là một cái hiện tượng nó rất bình thường. Tại vì cái chúng ta cứ nghĩ là cái người mà cái phần âm này là một cái dạng ma. Chứ thật sự đối với Phật giáo cái phần âm này là một dạng chúng sanh gọi là ngạ quỷ. Thì chúng sanh thì tồn tại theo cái tần số. Chúng ta tồn tại theo tần số sinh học, có cái tần số, có cái biên độ, cường độ khoa học. Còn những cái chúng sanh đó tồn tại tần số riêng của họ. Nên đối với những người mà đi về tâm linh thì thế gian thì họ cho là ba ma là những cái hồn ma bóng quế, nhưng thực chất đó là một dạng chúng sanh. Giống như như cái cô Tư này đi, mà cổ bị mà hiện tượng rồi thế gian gọi là ma dẫn ấy, là do cùng tần số. Cổ cùng tần số với họ dựa vô, họ giỡn, nghĩa là họ sẽ dẫn dắt mình đi đâu đó, rồi họ có thể dựa vô đó họ không thể nào họ hiện được cái tướng họ ăn, nhưng lúc sống á là do cái người đó họ bị giống như là bị đói khát họ chết, nên khi mà họ mất đi cái thân người họ trở thành ngạ quỷ, họ sống theo cái tần số của đói khát, nên họ muốn dựa vô người này để ăn uống rượu gì đó đại khái có đó. Con cứ nghĩ là tụi con nghĩ là cái cơ thể của chúng ta như là một cái máy bay. Thì chúng ta có thể dùng cái thân, cái tâm thức của chúng ta điều khiển cái thân này. Khi mà cái tần số mà ngạ quỷ họ dựa vô thì họ đưa chúng ta là thành cái người phụ thôi. Họ sẽ điều khiển cái thân mình từ cái ăn uống hành động cử chỉ không phải do mình, mà nhưng cái thân này do mượn, họ mượn cái thân. Nên cái đó là, nhưng mà đứng xét về di thức học á thì chúng ta là người có phước, thì họ kém phước chúng ta họ mới dựa vô, chứ họ có phước chúng ta họ ăn cho nó được. Nhưng mà đây chẳng nói là nói thật sự đừng cho họ dựa gì quá. Tại vì nó hai cái điện. Mình là điện dương, họ điện âm. Mà họ dựa dương quá cái điện dương mắc thì dễ được bệnh tật và dẫn đến giảm tuổi thọ đó. Cô cũng phải nói, họ bây giờ. Có nhiều lúc vậy là trong những giấc mơ á của con á thì con thấy nhiều cái chuyện mà cũng như ở đây nè. Đó, thì nhiều người nói con á là làm bộ mình nọ, nhưng mà khi tối nhiều khi con ngủ ở nhà khoảng nửa đêm khuya thì kêu con như cái mộ của Kim Anh là những người đó vô xin số đệ gì con không biết nha, vô thì cô Kim Anh đó gọi cũng như dắt cái lỗ tai con này nè thì con nghe, tại vì có một vị sư ở quận 4 á là lên đây thường đi cúng, ổng nói với con á là 50-60 tuổi trở lên con sẽ thấy mặt người âm, con nghe con nói chuyện luôn nhưng mà ít thôi.
thì đúng 5-60 tuổi con thấy con ấy rất là kinh. Có lúc đó là một cô Kim Anh tối người ta vô mà cúng con không biết luôn. Cúng một con gà, một dĩa trái cây, một dĩa gỏi. Mà con ngủ với ông xã con bệnh nè, bông nó biết ông xã con á, nằm trên võng con nằm vậy đó. Thì cái lỗ tai con đau quá vậy nè, con nói sao đau quá, thế này mắt đau quá. Thì con nghe bên lỗ tai nói á, vô nhà Kim Anh lấy con gà về ăn với trái cây. Con mới trả lời con nói mày ăn đi tắm ăn. Thì con giật mình lại á, thì ông xã con vẫn nói ngủ thấy cái gì không. Là con ngồi vô con mặc cái áo này là 10 giờ đêm đó này. Mà con đi vô đây, ổng không cho. Thì đến sáng, tánh con thì hiếu kỳ, 4 giờ khuya, 4 giờ sáng là con đạp xe đạp con đi vô. Thì vô tới đó là mấy người ở đó bảo vệ nói chị, ngày hôm có ai vô cúng mộ Kim Anh là con giọt miệng con cắt ngang cúng một con gà dĩa trái cây dĩa gỏi thôi. Nó nói trời sao chị biết, là tự nhiên là con có những cái tâm linh vậy luôn. Không phải là không có tự nhiên, đối với đạo Phật không có gì mà không có tự nhiên. Dạ. Cái này có cái này xanh, cái kia xanh. Giống như cô, tại sao cô đến đây cô làm cái này? Thì cái khi cô đến đây là cũng như là cô là hàng xóm của cổ. Thì cổ không có người thân hay là cô có người thân gì đó. Cô thấy cổ chăm sóc mồ mả của cô. Thì cổ sẽ có cái kết duyên. Đối với đạo Phật không có gì mà là không có nguyên nhân. Tại vì tất cả thế gian họ hay gán chữ hên xui may rủi hoặc là, còn đối với đạo Phật là tất cả đều có nhân duyên hết. Không có cái này thì không có cái kia, mà có cái này thì có cái kia. Giống như có cô ở đây cô làm, cô phát tâm cô làm này, thì do sự ai nói làm mộ để quét cái này, dạ. Cái này chắc có tiền chứ sao không đừng ai nghĩ vậy đi. Đó, nhiều khi không nè, nó nói con thấy cái gì tư này nói cô là sẽ khỏi cần mình làm việc gì, lương tâm mình biết thôi. Còn thiên hạ mà họ thích, ví dụ như họ thích cô thì cái gì họ cũng cho qua, mà họ đã ghét cô rồi, dạ, cái đúng. Gì họ cũng môi, cho dù cô đúng họ cũng môi. Dạ, vậy thì cô cứ đối với người âm ta có khả năng đọc được cái ý nghĩ của mình, hãy sống như vậy đi, đừng bao giờ mình phải vì cái tiếng thị phi. Hồi nào giờ cô phải biết rằng giống như có nhiều người họ thật sự xin sám hối không, họ cũng có thể chửi thầy, họ nói thầy đủ thứ chuyện, nhưng mà thầy không phải vì cái đó mà thầy sợ. Thầy chỉ sợ là mình có những cái hành động, những cái lời nói của mình nó không đúng với pháp, làm ảnh hưởng giáo hội thôi. Chứ thầy không có phải sợ những cái người đàm tiếng đó. Tại vì một mình, nếu mà thầy có sai, họ không bao giờ họ chửi một cá nhân thầy, họ đem cả giáo hội họ chửi. Nên thầy sợ là sợ giáo hội ảnh hưởng, tại vì mình sợ là có sai sót gì mà để giáo hội bị mang họa. Bởi vậy cô biết rằng ông Phật rất là Đức Phật rất từ bi. Mà sai của ông thầy, nhưng mà họ đem ông Phật cho họ chửi. Giống như con sai chửi cha. Nên thầy nói cô an tâm. Nếu cô cứ sống đúng theo cái lương tâm mình, bất kể ai nói, mà thầy cũng nói cô là đến với đạo Phật cái chỗ hay chỗ này là nhân quả. Mình làm gì có quả báo. Dù là mình suy nghĩ xấu người khác thì người khác cũng suy nghĩ xấu đến mình. Mình có làm gì có tác động nhân quả hết. Thì cô cũng phải dám nghĩ là cô nè. Tại sao mà cái vị thầy đã nói cô 60 tuổi? Tại 60 tuổi là cô già, cô yếu, thì cô yếu đồng nghĩa cô sẽ thấy được nhau. Không khi thấy đâu, cô thấy mấy người mà sắp chết ấy. Trước khi họ chết, cái điện trường họ giảm xuống, họ toàn kêu những người quá cố không. Mà những cái người họ có nhiều người nói họ nói bậy, khoảng là bậy. Họ thấy được những cái người đó đến rồi khoảng một tuần, hai tuần hoặc ba tuần hay một tháng gì đó là cái người bệnh nó sẽ đi. Bởi vì cái người ta thấy càng thấy người chết nhiều là sắp. Bây giờ con nói thiệt với thầy là con vẫn thấy người đi luôn. Là tối là con nói thẳng với thầy luôn là những người thành phố lên xin số đề vẫn kêu con dẫn vô mà 11 giờ đêm. Mà con đi thì con thấy đi đứng dọc thì là đi y như là người trong phim mình luôn. Nhưng mà cô biết rằng họ đi, họ mình thấy họ đi là cô thấy họ đi chứ. Họ dùng cái họ sống theo cái tần số của họ, họ tưởng. Nên cô hãy an tâm đi. Với lại cô đừng có cho ai vô xin chủ đề nữa. Không. Trói họ vô. Bỏ luôn cho nó. Không, cái giờ thầy nói cô có cái máy này bật đây nè. Cô lại chỗ cái mộ Kim Anh đó. Cô để cái máy trên nóc. Cô giúp cô nói với lại cô Kim Anh nó thôi. Cô kêu bà cổ bằng gì? À, con kêu tên là Kim Anh nè. Thôi, nói Kim Anh ơi. Kim Anh nào giờ kêu anh sống đây, kêu anh này giờ kêu anh khổ, biết khổ rồi.
Kim Anh giờ Kim Anh cứ buông bỏ hết, không có chấp gì nữa, mà sớm đầu thai đi là xong. Thì đó, có lúc á là con cũng vô con bóc vàng, con nói Kim Anh ơi, bây giờ ai mà có vô sinh cái gì đừng cho. Không phải, bây giờ con để cái máy niệm Phật đây. Con để mấy lần đều bị lấy hết. Con để sát bên, tại vì con... khổ lắm, cái khi mà máy niệm Phật lên là sinh số đẹp lên. Con nói thiệt với thầy, con để mấy cái rồi, chứ không phải cái đâu. Để rồi xong là... Con mua dán silicon, con để trên nóc mộ á. Trên... Nè hỏi Văn, con bình cả bình bông đi mà nó còn... Con để trên nóc. Cái nóc nó đâu có cao đâu. Để sát bên. Con mở cái máy niệm Phật này á, mở càng lớn như mở cái máy này là cái tần số sinh số đẹp được. Nên giúp cho con hương linh không có bị trói buộc. Thế gian họ rất ác độc. Mà cứ nghĩ như vậy là tốt. Hôm đó là con nói chung ra là theo như con nghĩ á, người âm đâu có chứ người dương có dám gây lộn, mà con với Kim Anh gây lộn luôn. Là nói sao đúng không? Nói á, không là ăn. Tôi nói không ra ăn gì đã kêu đừng có cho người ta xin cái gì hết á, mà cứ vô cho hoài. Tôi nói không cho em ăn cơm à, thì em không cho. Tôi nói rồi thách luôn. Cho nó nói thách luôn, không cho. 2 tuần lễ không có một người khách nào đến thăm mộ. Là con từ đó tới sau con mới tin đó. Không, cô giờ cô vì cô mà nếu mà cô làm á, thật sự cô cũng phải nói, cô cũng cái điều kiện cô phải có người khách đến thì cô mới có được cái đó sẽ sống. Nhưng mà cô phải bỏ qua cái đó. Nhưng mà lên nói chuyện nhiều cái thấy thương lắm Kim Anh á. Nói chị Tư biết không, nhiều khi em đi á, người ta đánh em què luôn, mang luôn chị Tư luôn. Mà thiệt, tự nhiên cái là cái chân con nó bị à, mà đang đi thân khẩn vậy đó. Hồi nãy cũng khi nói mình nói vấn đề này không ai tin thôi. Yeah. Khi mấy ở đây mấy vị đây không có trật tự. Đúng. Vô giật cái đổ. Nên nói có nói nhiều cái không nói. Đúng. Thì sống tư tưởng sao chết đi chang vậy. Nó khác ở cái tần số thôi.